bỏ vô đây rồi bây giờ vớt không ra được luôn, nó lanh như giỡn. Hai mình chào các bạn. Hôm trước mình đi suối á thì mình có bắt được 5 con cá suối, mà cá suối nó không có to các bạn, nó nhỏ nhỏ nhưng có nhiều con rất đẹp. Nhưng mà mình sợ nó không sống, nhưng không ngờ mình đem về 5 con là sống luôn 5 con á. Có một con mình bỏ vô đây nó mất tiêu, vớt không ra luôn. Đẹp lắm. Đó 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 đó. Rồi rồi. Nó lanh quá mình vớt không được. Màu chấm chấm đẹp lắm, nhưng do mình quay cái điện thoại từ trên xuống nên nó không đẹp. Mình nói mình vớt ra cái hồ mình vớt không được. Đó 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 đó. Để mình vớt cá lóc ra cái hồ cho các bạn xem. Cá lóc suối mà rất là đẹp. Đây này, bắt ra được hai con này mà khó khó lắm, nó rất là lanh các bạn. Còn còn hai con cá gì đó nữa mà mình bắt nó không được, nó lanh lanh quá chừng, đúng là cá dưới suối các bạn, nhìn cũng đẹp chứ đâu cần phải mua cá lóc trăng trâu gì đâu mà đó, nghe chưa, nó ăn cám được rồi, để mình báo cám cho nó ăn coi nè. Đó, hai con dưới đây nè, chịu thua đó, lanh như như vậy nhìn thấy vậy đó nhưng mà vớt không được đó. Hai con cá lóc này nghe các bạn, có một con nó rớt xuống cầu thang mà nó vẫn còn sống nó tấn ra rớt xuống cầu thang bây giờ phải tủ kỹ vào mà nó nhảy xuống. Con này nó có khinh công, nó rất là hay nhảy xuống không ăn thua vậy từ trong cái hồ này nó nhảy ra ngoài sân, nó nhảy luôn xuống cầu thang mà không thấy gãy tay gãy chân may mà mình phát hiện kịp thời, trong đó khô kiến nó bù rồi vậy ta cười, hôm nay vẫn còn sống sót đúng là mình cá lóc hay thiệt chứ, đẩy nó lại cho không để xíu nữa hồi nó nhảy ra nữa. Cái video nhỏ ở trên đó, lúc mình cho cá lóc nó ăn cám nó ăn được rồi, thấy chưa các bạn. Bây giờ mình cho mấy con cá bảy màu nó ăn tùm lum đủ loại cá trong này á. Đây là cám viên các bạn, cám viên mình hạt lớn á, mình ngâm nước sôi mình bóp nhuyễn mình bỏ vô tô bỏ tủ lạnh cho nó ăn dần dần các bạn, chứ nó ăn cám mà mua hộp nhỏ nhỏ 50k nó ăn một bữa hết. Mình mua loại cám mà 20k một bịch 500 g, mình bỏ vô cái tô mình ngâm nước sôi mình bóp nhuyễn ra, bỏ từng mát tủ lạnh đó, mình cho nó ăn lần nuôi cả mớ cá mà. Với lại đây nè, đây là cá con, cá con mình nuôi rất nhiều, ngoài cái hồ này ra mình một mớ thùng phích kia chắc cũng mấy ngàn con rồi. Cá con này hôm nay lớn rồi nè, bên cá thì nó cũng ăn ít thôi các bạn, nhưng mà rùa, ba ba, lương, cá lóc, cá tây tượng này nó cũng ăn ít thôi nó mà nó đói là nó phóng ra cái hồ này, phóng ra cái hồ kế bên đó. Bà rùa này bà thấy cho ăn bà quýu bà chạy lên nè ăn đi à. Cắn cái tay tao quánh bây giờ đó. Đó đó, mấy con cá lác ở dưới kia các bạn, cá lác cá lóc gì từ lưa ở dưới này này đó, cá rô đồng nhanh lắm không. Mấy con này là mình phải mua cám rẻ tiền nữa chứ, còn cám đắt tiền nó ăn gì chịu cho nổi các bạn nuôi cho vui chứ đâu có kinh doanh đó, nó ăn ở dưới có lương nữa, mà lương thường thường ở ban đêm nó mới ra, mình bỏ bưu á nó ăn.
ba này. Còn đùa cái đã mắc rồi. Nhanh lên chứ. Có hai con ba ba. Mình hồi đó mình có ba con rùa các bạn, nhưng mà nó ngấm mất một con rồi. Con rùa lớn nhất ngấm mất rồi. Nó bị phổi sao á. Dạ mình qua đây mình cho mấy con cá con này nó ăn đó nè. Thùng phích này nó rất là nhiều cá con trong này các bạn, nhưng mà cá trăng trâu nó màu đen bình tích rồi, thì mình thấy còn mấy con cá full gold nó màu trắng này mình không thấy được đâu, nhiều lắm. Cá full gold nhỏ hơn bên đây nè, mình thấy 5 thùng cá con lận. Để nó lớn lớn rồi mình bỏ vô hồ cho già, bỏ vô mấy con kia nó ăn không lại á, nó không lớn được. Mấy thùng phích đây là cá con, còn cá đẻ thể dưới. Nuôi cho vui mình nuôi, nuôi từ lứa. Rồi clip mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian để xem. Chúc tất cả cuối tuần thật vui vẻ.